Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cũng là những ngày cuối tuần, thực sự đang có mặt tại Silver Cotswold, là một trong những phân khu đầu tiên của dự án Skygate Nhà Bè, hay là có tên là GS Metro City. Thì như các bạn thấy về tiến độ của dự án đang triển khai đang rất là nhộn nhịp, và coi như là hiện tại chuẩn bị là vào phòng thứ một tuần nữa là giao nhà cho khách hàng, và là tới cũng đang vào nhà đầu tiên sau nhà mới công ty dự án và một cùng với thực sự mình bay lên cao để cảm nhận tiến độ và là thần tốc của dự án này nhé. Rồi xin mời nào. Dự án GS Metro City Nhà Bè là siêu khu đô thị hạng sang 349 ha được phát triển bởi tập đoàn GS Hàn Quốc. Và sản phẩm biệt thự mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị ngày hôm nay đó chính là căn biệt thự song lập 9,5 x 17, xây dựng 2 lầu áp mái, đường trước nhà 12m, hai mặt tiền trước và sau, hướng Tây và Đông. Sản phẩm còn được đầu tư thiết kế bởi những thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như phần móng của Đông Dương, mặt bằng tổng thể ETAW, Trang, Joe Architect TA Group, kiến trúc cảnh quan nội thất ONG & ONG và thiết kế hạ tầng của TETI Sao, NAGE CCO. Căn biệt thự này có tầm nhìn đẹp và sự riêng tư tuyệt đối, một cuộc sống yên tĩnh được bao quanh bởi thiên nhiên, với tất cả mọi thứ bạn cần để tận hưởng những gì tốt nhất mà Sky River County One mang lại. Về tiện ích, Clubhouse tại Sky Nhà Bè với nhiều cây xanh tạo nên vẻ mỹ quan và không gian mát mẻ. Ngôi nhà có thiết kế vừa hiện đại, vừa truyền thống với vật liệu kính hiện đại, kiểu mái dốc của các căn nhà thời xưa tại châu Á. Công viên ven sông tràn ngập sắc màu với đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em hay góc thư giãn. Ngoài ra, tại dự án còn có thiết kế sân vườn, và đây cũng là thiết kế riêng cho những căn biệt thự biệt lập ven sông, bao gồm có vườn bí ẩn, vườn ánh sáng lộng lẫy về đêm và vườn hoang dã. Khu dân cư Skygate Nhà Bè được đầu tư hoành tráng với nhiều tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng các nhu cầu thư giãn, vui chơi, giải trí, ăn uống và mua sắm hàng ngày của cộng đồng cư dân tương lai. Hệ thống công nghệ cao cũng sẽ được áp dụng cho việc quản lý và vận hành, tạo được sự an tâm trong vấn đề chất lượng và tiện nghi cho quý khách hàng. Và để biết thêm thông tin chi tiết về căn biệt thự hay quý anh chị có nhu cầu ký gửi, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline hoặc để lại bình luận phía bên dưới.